Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video theo của mình. Nay mình sẽ chiến đấu với số vốn uh, 20 củ anh, anh em nhé. Với số vốn 20 củ này, nay mình sẽ chốt lãi uh, chục củ đi, 5 đến 10 củ. Ok, nay sẽ chiến bên uh, tài xỉu bên uh, sảnh VB 3 4, này. Hiện tại công thức áp dụng bên này rất là hiệu quả anh em nhé. Nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm và uh, về cách bắt cầu bên uh, cậu điệp xí ngầu và lịch sử phiên và bên trục cầu chính cho anh em Ok, tập trung vào bàn game nhá. Thì uh, cứ một hai tay đầu anh em cứ nghỉ xem cầu kèo nó chạy như nào. Tay này khả năng vào một tay hồi xỉu được anh em ơi. 13 này tài 13 18 chắn tài. Tay này chuẩn cầu nếu mà theo trục cầu chính là một tay hồi xỉu anh em ạ. Ok, chuẩn tay hồi xỉu nhá. Nói chung là tay đầu mình cứ nghỉ cho an toàn. Nói chung là về không tiếc bình thường phong cách chơi là mình là như vậy chứ vào phát anh em uh, chiếc chưa biết cầu kèo nó chạy theo như nào anh em nó nhảy vào chết rửa luôn nhấp vào tay hồi đi chốt nhẹ vào tay này uh, ba củ nhá thông thường tay đầu mình sẽ đánh mạnh trường hợp thắng thì mình sẽ gấp tiếp lên mà thua thì mình sẽ cầy nhỏ lại ok bú tài ba củ anh em ơi tay vừa rồi bắt tay hồi đi nhá hai tay mình phân tích chính xác rồi rất là đơn giản đó anh em ạ cái công thức bảng cầu của mình ấy anh em nào xem video mà chưa hiểu thì có thể liên hệ tele cho mình mình có thể hướng dẫn cụ thể cho anh em 11 này 11 16 chắn cầu thuận tay này sẽ bắt theo bên trục cầu chính của tay ta này hai củ không theo bên uh, lịch sử phiên nhá không theo bên xí ngầu Úi rồi gãy rồi anh em ơi cầu chạy theo xí ngầu này Tay này uh, gãy mất hai củ thì tay trước uh, vào được ba uh, củ thì bạn ăn ra một củ. Chơi em tính toán về vào cái vốn cho hợp lý nhé. không phải là tay nào anh em cũng vào mạnh tay đâu. Nghỉ tay này nhá, tay này nghỉ đi. Ok, tay này về xỉu đây. Đường cầu đang trôi, đừng có lại trôi. Xỉu 6 này, 6, 9, nghịch xỉu à. Ta sẽ bắt theo trục cầu chính, cầu đang trôi, đứng lại trôi này. Nó sẽ bắt chạy cầu 1, 1. anh cái này, 4 củ luôn anh em ơi. Tính ra 3 củ gốc, 1 củ tiền lãi của mình. À, đúng rồi, Ok, bú tài tay này anh em ơi. Bú tài 4 củ nhá. Số 4 đẩy lên 25 củ rồi, còn 5 củ nữa thôi là mình đôn kèo. Chơi thì cứ đặt ra chỉ tiêu lãi, nói chung là đủ chỉ tiêu là nghỉ chứ đừng có ham hố gì nhá, đừng có ham. Thấy cầu dễ chơi thì anh em lại cố vài tay nó rất là dễ toang. 11 này, 11 15 15 nghịch xỉu à. Ok, tay này sẽ theo bên xí ngầu phát. Bánh tay này ba à, củ anh em ạ. Ôi giời ơi, gãy rồi anh em ơi. Tay được tay mất thế này thì à, nếu không ổn thì có thể chốt lãi ít hơn nhá, chứ đừng có cố mà lại chốt lãi 10 củ đâm ra cầu gãy lại toang. 19 này, 19 này cầu đang đi rất là đều luôn này. 15 21 nghỉ xỉu này. Cược lại luôn sợ gì, oánh cái này 5 củ luôn anh em. Anh em cùng chờ xem tay này có hút không nhá. OK, húp xỉu năm uh, củ anh em ạ. Số vốn đẩy lên được uh, 27 củ rồi. Nhẹ nhàng anh em. Xỉu bốn này, bốn sáu sáu, chắn là tài. Quánh cái ra này hai củ anh em nhé. Anh em cùng chờ xem ra này hút không. Nhẹ nhàng vào một tay hai củ. Ôi rồi, gãy rồi anh em ơi. Siêu chín anh em ạ. Cứ tay được tay mất thế này thì không ổn lắm thì mình có thể chốt lãi ít hơn. Hiện tại lãi được 5 củ rồi nhá. Anh em xem được video thì cách chơi của mình hay cách bắt cầu của mình chuẩn thì anh em có thể áp dụng vào để uh, chiến đấu nhá. Hiện tại mình đang áp dụng bảng cầu chơi bên uh, con game VV 3.7. Anh em nào đăng ký uh, link mình để dưới phần bình luận nhá. Đăng ký xong cái nhắn tin tele cho mình. Mình có thể hướng hỗ trợ anh em uh, chút lọc lá để anh em có thể có vốn uh, kiếm cơm gạo của mình. Ok, hút một tay xỉu hai củ anh em ạ. Mình không bắt cầu 22 mà tay vừa rồi mình bắt ra bên trục cầu lừa đấy. Trục cầu chính là cầu lừa. 27 củ rồi anh em ạ. Đánh nhẹ nhàng thôi, cố gắng đẩy lên được 10 củ thì chốt lãi 10 củ. Cứ có lãi rút anh em nhá. 6 này, 6 15 15 nghịch xỉu. Vẫn làm tay xỉu. của dưới anh em ạ. ok vẫn tiếp tục khúp xỉu nhá số vốn đẩy lên 28 củ rồi chín là chín vẫn tiếp tục cầu đang đi rất bằng này anh em ơi thì cứ bám cầu bệt thôi anh em bám nhỏ xuống tay này vào một tay uh, 3 lít đi Đánh cầu bệt anh em nên phải bám nhỏ xuống nhắc chứ đừng có đánh đều tay trường hợp gãy thì tay trước mình lãi thì tay trước mình vẫn còn Ồ gãy luôn, vừa nhắc đến gãy gãy luôn anh em ạ. Từ 20 cũng lên 28 củ rồi, lãi được 8 cổ rồi anh em ạ. Vừa chơi vừa nói chuyện với anh em đấy. Kiếm lãi rất là đơn giản thôi, có trọng anh em có biết điểm dừng hay không. 12 17 nghịch xỉu 18 chẵn tài tay này sẽ trục cầu chính đi. Chốt vào tay này một củ anh em ạ. Cầu kèo không ổn thì mình có thể chốt lãi thôi chứ đừng có cố này mà chốt lãi chục củ đấy sau về đen này còn bay cả gốc cơ ok 531 xỉu chín rực rỡ đó anh em ơi số vốn đẩy lên là 29 củ rồi anh em vào một tay hồi đi nhá tay này vào một tay chốt lãi anh em ok vào một tay hồi đi tay uh, chốt chốt lãi luôn thắng cũng nghỉ mà thua nghỉ anh em nhá chốt lãi 8 củ đấy, trường hợp ok tay này thì mình có thể chốt lãi chục củ luôn nào mở bát anh em ơi cùng xem xem này có hút không Ô, ok thành công một tay một cụ số 4 đẩy lên là 29 m9 rồi bảo anh uh, cho thôi vào một tay chơi chơi nhá tay này vào một tay uh, bắt theo trục cầu chính bắt cầu 11 một một này đánh cái tròn lên uh, tròn lên ba chục luôn thắng cũng nghỉ mà thua cũng nghỉ nhá chứ cứ đừng cố mà làm tròn anh em ạ thông thường làm tròn tiền rất dễ toang mà bay tài khoản mình thì cứ nhẹ nhàng thôi 29 m 9 thì là ba chục còn gì nữa anh em nhỉ Ok vậy là gãy tay này nhá số 4 đẩy lên 29 m 9 này thì cứ tính là tròn lên ba chục đi thì uh, chỉ tiêu lãi mình đặt ra là hai lên 30 m thì mình nghỉ thì cũng uh, đã chỉ tiêu lãi rồi thì mình uh, cũng kết thúc video ở đây hẹn em video theo nhé